Rồi đây con lọc phụ mẹ nha. Chưa từ từ. Mốt con phụ mẹ nấu cơm nữa nha. Dạ. Sáng thức dậy là phải lau nhà. Lau là sao? Quét nhà. Thấy rồi phụ mẹ lột đi. Thôi lột đi, lột cho xong nha không? Lột xong. Nấu cơm. Nấu cơm. Con mốt con phụ mẹ con giặt đồ. Giặt đồ. Rửa bếp nhà. Bếp nhà. Rồi rửa chén. Mẹ. Con lo phụ mẹ nha. Lột cho sạch nha con. Dạ. Lột để làm gì đó? Trong lầu sẽ chậu. Sạch sẽ chưa? Sẽ. Nè, thêm một cái nữa đi nha. Nè mai mốt con nấu cơm cho mẹ ăn nha. Con học vậy.